Vâng, 1-0 cho Nguyễn Đức Tuấn. Vâng, tình cảm những người anh cho những người em của mình tại đội tuyển Hải Dương. Vâng, một tình huống hất. Vâng, một tình huống giật bóng rất mạnh đến từ Satapon. Tỷ số được cân bằng 2-2. Vâng, chỉ chờ cho Đức Tuấn. Vâng, ngay sau đó là một tình 3-1 anh ơi. Vâng, Tuấn Anh đã có chiến thắng trước vận động viên. Vâng, một tình huống khá may mắn dành cho để theo dõi các trận thi đấu tại nội dung đơn nặng đồng đội nào. Tiếp tục. Vâng, 3 tình huống may mắn liên tiếp dành. Vâng, 6-5. Vâng, tình huống quay sang né giật không thành công của Satan. Vâng. Vâng, 7-6. Vâng, tình. Rất hay đến từ Đức. Tiếp tục cái chữ thôi. Vâng, 9. Vâng, rất hay cho Đức. Vâng, một tình huống kết. Một tình huống flick bóng. Vâng, phòng thủ rất tốt đến từ Satapon. Nhưng điểm số vẫn thuộc về Đức Tuấn, 5-2. Vâng, những tình huống tấn công rất hay đến từ Đức Tuấn. Vâng, 6-2 rồi đầu thứ hai để nâng tỷ số lên thành 2-0. Vâng, một nơi đi dễ khó về đối ca với các vận động viên đội tuyển Thái Lan. Như vậy. Vâng, vẫn là. Cùng quay trở lại với set đấu thứ 3. Vâng, 4-2 cho Đức Tuấn.
Vâng, năm. Vâng, những tình huống. Tình huống. Đức Tuấn vẫn đang nhảy múa với trái bóng trước Sataport. Ua, pha Derby rất 8 năm. Vâng, câu trả lời của Đức Tuấn. Thành cùng với Sport TV trong những giải đấu gần đây, những giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam. Chúng ta cùng quay trở lại với trận thi đấu. Vâng, như vậy là 18 rồi. 8-10. Vâng, như vậy là 11. Sport TV Shop, nhà phân phối dụng cụ bóng bàn uy tín tại Việt Nam.